khí mà của quay được là cái nó đã trở thành cái ngày hội của nhân dân. Thì trong cái ngày hội của nhân dân đấy, để mà người ta nói chết đó là để nghe cái tuyên ngôn độc lập như thế nào, và thứ hai nữa là được gần lãnh tụ là mình mong chờ từ trước đấy rồi. Cái ban tổ chức ấy được thành lập và nhanh gọn triển khai không phải là đến tự do vừa vãi đó, mà là để có ô có khung mà lo rồi, cho nên ai là vào đâu thì đăng ký trước, và ban tổ chức ở đây đã chỉ cái chỗ cho nên mình vào cái ô mà ban tổ chức người ta chỉ cho mình. Tức là cái đội cứu quốc của bác là sẽ vào một cái ô riêng. Ví dụ thế, vâng. Bắc Ninh thì chỗ nào, Hà Nam chỗ nào, anh cứu quốc của nào, công an nào, thì được. Thế như thế là có nghĩa là được tổ chức mà rất là quy mô, mà trật tự có tổ chức. Tức là không phải là ùa vào ai đến sớm thì vào sớm hay muộn là muộn, mà đến sớm cũng thế, muộn cũng thế, thì anh phải vào cái ô mà đã được chỉ định. Thế thì cái cuộc meeting lẽ ra là 2:30 chiều thì khai mạc, ta là nói cái ngày đó khai mạc rồi, bởi vì là còn để tạo điều kiện cho nhân dân ở các nơi về, chứ nếu mà làm sớm hơn 7-8 giờ thì các nơi ra về không kịp, vất vả các người dân, cho nên phải như thế. Muộn hơn như thế là gần 1 tiếng, là bởi vì cái đường đi dân tập trung ở cái đường như cái phố của Bắc ấy, cái này cũng thế, dân đông, cho nên cái đoàn xe của chính phủ lâm thời ra bắt ấy, là bị chậm lại, vì thế nó chậm lại là do cái nghẽn đường. Thế bản thân tôi thì rất là phấn khởi, cùng với lại cái đoàn thanh niên và nhân dân Bạch Mai lên được bố trí ngay trước cái kỳ đài. Kỳ đài này thì nó cũng giản dị lắm, không phải đen trắng và đỏ, do kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh đứng ra để được giao trách nhiệm phác thảo cái kỳ đài vải xung quanh khơi lên, không kịp xây được thì cái đoàn của chính phủ mới lên, và trong chính phủ thì có Cụ Hồ, có Võ Nguyên Giáp, thậm chí cái lực lượng vũ trang có Nguyễn Lương Bằng, là mặt trận Việt Minh lúc bây giờ đại diện Việt Minh, và các nơi vân vân thì nó bước lên là thế. Thì bản thân tôi cũng thế đâu, các người khác thế đâu, thì mình hình dung là cái lãnh tụ của Ái Quốc phải là một cái người mà ý mình nghĩ quốc thước hương phi, ăn mặc phải là hào nhãn, hôm lê cà vạt đàng hoàng. Thế nhưng mà xuất hiện một cái ông già rất là giản dị, râu tóc màu này, nhưng mà chỉ với cái bộ áo kaki, cái kaki này cũng là cũ rồi, chứ không phải áo cu sộp mà mới xuất kho, mà là cũ bạc màu. Thì về dân ta cảm thấy đây là một cái điều mà trái với ý nghĩ của mình, và cảm động là vì lãnh tụ bôn ba nước ngoài và giản dị gian khổ của một nhân dân như thế, chứ không phải là những cái người hưởng giàu sang phú quý gì gần với lại người dân. Thế cái bác Hồ chờ đợi sang bác Hồ nói cái gì tuyên ngôn cái gì, thì bác Hồ tuy là trong giản dị như thế và tiếng nói rất là ấm áp và sảng khoái,
câu đầu tuyên ngôn độc lập ý. Để cái cách trả lời là tôi trịnh trọng tuyên bố với lại đồng bào, với lại thế giới là từ nước Việt Nam đã thành ra một nước độc lập và được sánh vai cùng các cái nước ở trên thế giới, thấy mọi người sung sướng, thấy cởi mở là bởi vì mình từ nước bây giờ là một nước nô lệ, phụ thuộc vào Pháp, rồi phụ thuộc vào Nhật. Và bây giờ mình đã được tuyên bố rằng là một nước được độc lập, tự do, ngang hàng với lại thế giới. Thì người dân mà sống trong cái thời kỳ ấy thì mới cảm thấy là nó sung sướng và nó sâu sắc như thế nào. Nhưng trong phía Bắc họ đọc vui vui như thế thì dân cũng là im lặng để lắng nghe từ câu một từ sau đó là nó như thế nào. Và khi đọc Bác Hồ thì nhiều lúc Bác Hồ lại ngừng lại nói rằng tôi nói đồng bào có nghe rõ không, thì mọi người rất cảm động.